9 8 7 6 Mình trốn ở đâu bây giờ nhỉ? À, ở đây. Ồ? Sẵn sàng chưa? Tớ tìm nha. Thấy cậu rồi nha. Tớ cũng thấy cậu rồi. Tớ đến tìm cậu đây, thằng con. Thấy rồi. Thằng con, cậu bị làm sao thế? Ngừa quá, tớ ngừa quá. Tay tớ bị đau quá. Tớ bị con gì cắn rồi hay sao ấy? Có chuyện rồi. Các cháu sao vậy? Cô xem nào, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi sẽ đưa cô bé đến bệnh viện trước. Vậy ra là có cây ăn thịt thật hả? Dobby, chúng ta mau đi kiểm tra xem. Đợi tôi với. Giờ không có gì có thể cắn tôi được nữa. Hãy qua bên kia kiểm tra thêm. Đã rõ. Nó đâu nhỉ? Tìm thấy rồi. Đây là vòi tưới cây. Dobby, có chuyện gì vậy? Không có cây ăn thịt nào cả. Cây ăn thịt kìa. Thấy cha mì của ta chưa? Ta không hề sợ ngươi đâu. Đây là một cây huyết dụ khổng lồ. Đừng chạm vào nó, có độc đấy. Cái gì? Có độc cả. Đau quá. Hãy dùng giỏ này. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Au. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Nhanh nào. Cuối cùng cũng bắt được. Làm sao mà nó lại có thể đào lỗ rồi tẩu thoát được nhỉ? Nhìn này, ở đây có dấu chân của anh cầy mắp mót. Có chuyện gì vậy nhỉ? Để tôi kiểm tra xem. Tìm thấy rồi, ở đằng kia. Anh cầy mắp mót, đừng động vào cái cây đó. Mình sẽ mang cây hoa xinh đẹp này về trồng. Chúng ta cần phải ngăn anh ấy lại. Sao ngứa thế nhỉ? Sao vậy nhỉ? Ôi không, cẩn thận đấy. Ôi mình không thể chịu nổi được nữa. Có người đi bộ qua đường. 1, 2, 3. Móng vuốt bay, phóng! Cẩn thận! Ôi không!
cẩn thận, đừng chạm vào nó. Anh kể mắt mốt. Nhanh lên, đưa anh ấy đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, có rất nhiều loài cây, cỏ dại, nấm ở tự nhiên. Có một số loại có gai và một số loại là loại có độc. Vì thế, tốt nhất là không nên chạm vào chúng. Nếu chạm phải các loại thực vật có độc sẽ làm các bạn bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Nhai kỹ thức ăn. Ngày xưa, có một con quái vật nọ rất thích chơi trốn tìm ở trong rừng. Cậu nên ăn chậm, nhai kỹ, hamster nhỏ. Các cậu ơi, chúng mình chơi trò 1, 2, 3 đi. Tớ đến ngay đây. Đợi tớ với. Các cậu chuẩn bị xong chưa? 1, 2, 3. Ai đó vừa cười xong đúng không? Ra đi nào. Không phải bọn tớ mà. Đến chơi với ta nào. Ai đang nói vậy? Ta đến tìm các cháu đây. Đáng sợ quá đi mà. Các cháu đừng sợ, là bọn chú đây mà. Có chuyện gì vậy? Có một con quái vật tàng hình và nó muốn chơi trốn tìm với bọn cháu. Đáng sợ lắm mà. Quái vật tàng hình ư? Nó ở đằng kia. Chúng ta đến đó xem sao. Làm gì có quái vật tàng hình cơ chứ? Chắc ai đó trốn để dọa bọn trẻ con thôi. Tiếng gì vậy nhỉ? Đằng kia. Quái vật, mau chạy đi, mau chạy đi. Bác cầy má mốt, cháu là cảnh sát Dobby đây, không phải quái vật đâu. Nhưng mà tôi nghe thấy âm thanh đáng sợ phát ra từ cái lều đằng kia, nghe đáng sợ lắm. Cái lều kia phải không? Chúng ta mau đến đó xem. Sao lại có cái tai nghe ở trên đĩa ăn vậy nhỉ? Các cậu đừng sợ. Cảnh sát trưởng Labrador sẽ bắt được con quái vật sớm thôi. Các cháu không tìm được ta đâu. Ta đang trốn ở ngay đây này. Âm thanh phát ra từ trong bụng của hamster nhỏ. Sao nó lại chui được vào bụng của mình ơi? Bụng của mình. Cảnh sát trưởng Labrador. Con quái vật nó trốn ở trong bụng của hamster nhỏ. Cái gì cơ? Ta đang ở ngay đây này. Là giọng của con quái vật đó. Các cháu đừng sợ, đây là âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe này. Khỉ con, có phải là của cháu không? Vâng. Nhưng cháu để tai nghe ở trên bàn mà, sao nó lại chỉ còn một cái à? Tai nghe trên đĩa ăn và giọng nói kỳ lạ phát ra từ bụng của hamster nhỏ. Chú biết rồi, tai nghe của khỉ con rơi vào đĩa đồ ăn và hamster nhỏ đã nuốt một trong hai cái tai nghe. Vì thế mà âm thanh phát ra từ bụng của hamster nhỏ. Cháu nhớ rồi, hamster nhỏ luôn nuốt chừng thức ăn. Cháu đã dặn bạn ấy phải ăn thật chậm, nhai thật kỹ. Cậu bé đâu rồi? Chúng ta cần phải mang cậu bé đến bệnh viện gấp. Cậu ấy đi lối kia. Dobby, đi nào. Hamster nhỏ.
Hả? Ôi, ôi, bụng mình đau quá. Xin ông hãy mau ra khỏi bụng của tôi nhanh, nhanh lên à. Cẩn thận. Ba ơi, nhìn kìa. Ôi không, đường này bị chặn rồi. Dobby, để đấy cho tôi. Bụng của cháu đau quá đi. Hamster nhỏ, cháu đã nuốt phải một cái tai nghe. Bây giờ chúng ta sẽ phải đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn nhai kỹ thức ăn. Không nuốt chửng hoặc ăn vội vàng, điều này có thể tạo ra trứng khó tiêu hoặc có thể vô tình nuốt phải những đồ vật không phải là đồ ăn. Nếu các bạn nuốt phải vật lạ, hãy nói ngay cho người lớn biết và phải đến bệnh viện ngay. Hãy nhớ điều này nhé. Không lãng phí thức ăn. Mì của anh đây, chúc ngon miệng. Thơm quá. Có sao? Mọi người đi đâu hết rồi? Ôi, bác trưởng Panda, anh có sao không? Cảnh sát trưởng Labrador, có rất nhiều rắn xuất hiện trong nhà hàng của tôi. Nó đã dọa hết tất cả khách hàng của tôi đi rồi. Xin hãy mau giúp tôi với. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không phá được. Sao tự dưng lại có nhiều rắn thế nhỉ? Cẩn thận đấy. Có rất nhiều thức ăn thừa rơi ở trên bạt tre. Ở quanh thùng rác cũng có đồ ăn thừa. Ở đây cũng có nữa. Sao lại có nhiều thức ăn thừa vậy nhỉ? Có vẻ như ai đó thường xuyên bỏ thức ăn thừa ở đây. Hả? Anh bạn kia có vẻ rất khả nghi. Dobby, chúng ta phải kiểm tra xem. Anh ngựa trắng à? Liệu có phải anh ấy... Đi kiểm tra nào. Đừng ơi. Ôi, cảnh sát trưởng Labrador, anh có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Ở đằng kia có một cái. Cảm ơn anh. Có vẻ không phải anh ta. Hả? Trời mưa à? Là thức ăn thừa, mau tránh đi. Dễ như ăn kẹo. Ai đã vứt đồ ăn thừa bừa bãi như thế? Hả? Tôi vừa thấy ở tầng 3. Chúng ta đi nào. Không có ở đây cả. Tôi ngửi thấy mùi cà rốt. Mùi của hoa. Đến lượt tôi. Có mùi tóc chân. Đây là cánh cửa cuối cùng rồi. Là mùi cà rốt ở nhà này. Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy? Bác gấu, có phải bác là người đã vứt đồ ăn thừa qua lan can không? Không thể nào. Đồ ăn của tôi là ngon nhất trên đời này. Làm gì có chuyện có đồ ăn thừa được chứ. Con trai tôi đặc biệt thích ăn cà rốt. Ngày nào nó cũng ăn sạch luôn ấy. Ăn cà rốt hàng ngày á? Salad cà rốt, nước ép cà rốt, cơm rang cà rốt. Tất cả chỉ có cà rốt. Chắc cậu bé sợ món này luôn rồi. Bác gấu, cậu con có ở nhà không?
Hờ thằng bé đi dạo xung quanh để tiêu cơm sau khi ăn rồi. Cảm ơn bác gấu. Dobby, chúng ta đi nào. Tôi nghĩ gấu con đã đổ thức ăn thừa đi. Có vẻ như cậu bé không thích ăn cà rốt nên đã lén lút đổ chúng đi. Chúng ta phải mau chóng tìm ra cậu bé. Hả? À? Hả? À, cậu bé đang đi nào. Mình vứt thứ này ở đâu đây nhở? Ở đây. Gấu con. Cháu có biết ai là người đã lén lút đổ thức ăn thừa vào nhà hàng của bác không? Không. Không hiểu sao lại có người quá đáng như vậy. Cái ba lô. Đây là túi của gấu con. Ôi không, gấu con bị rơi xuống cống rồi. Chúng ta mau nhanh lên nào. Ai đó cứu cháu ơi. Cảnh sát trưởng Labrador. Bạn nhỏ đừng sợ. Lên lưng chú nào. Dobby, bắt lấy này sếp. Cháu sẽ không bao giờ vứt đồ ăn thừa nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ mất rất nhiều công sức để làm ra một món ăn. Vì vậy, phải có thói quen tốt là không lãng phí đồ ăn. Nếu như có đồ ăn mà các cháu không ăn được, đừng vứt đi mà hãy nói cho cha mẹ mình biết. Hãy nhớ điều này nhé. An toàn khi đi cửa xoay. Gần đây trong siêu thị phát hiện ra rất nhiều vụ mất trộm. Chúng ta cần tìm và bắt được tên trộm này. Đá gió. Xe của cháu. Ê, cẩn thận. Cháu cần phải cẩn thận khi đi qua cửa xoay nhé. Nếu không cháu có thể bị thương đấy. Con yêu à, sao con lại lên được tận đây khi ba vừa quay đi cơ chứ? Anh bò này, rất nguy hiểm cho trẻ con chơi một mình ở gần cửa xoay đấy. Được rồi, tôi đã nhớ rồi. Đây, xe của cháu đây. Cháu cảm ơn chú. Được rồi, hẹn gặp lại các chú sau. May mà con không bị thương là lỗi của ba đấy. Ba không chú ý đến con để ba mua cho con quả bóng bay khác nhá. Ví của tôi đâu? Ôi không, tôi mất ví rồi. Bóng bay. Ví của bà đâu rồi? Bà ơi, cháu muốn có một quả bóng bay ạ. Có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, ai đó lấy trộm ví của tôi rồi. Cả của tôi nữa. Cái gì cơ? Tên trộm quay lại rồi à? Chúng ta phải đi tìm kẻ trộm ngay. Đá gió. Anh kia trông thật là khả nghi. Chắc là anh ta rồi. Xem ba mua được gì cho con này. Báo cáo sếp, tôi chả thấy kẻ khả nghi nào cả. Có khi nào tên trộm đã rời khỏi đây rồi không? Tôi thì có cảm giác anh trộm có gì đó mờ ám. Ở đây rộng quá. Lấy được rồi. Ví của tôi nó mất rồi. Tôi không thấy ví nữa. Đi nào. Anh vừa lấy trộm ví của anh ngựa đúng không? Là cảnh sát à? Tôi cũng không tìm thấy ví của mình. Là anh đã lấy ví của tôi phải không? Không phải tôi. Đây là ví của tôi mà.
Đúng vậy, đây là ví của bác lạc đà. Đó. Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy ạ? Dây giày của anh, nó bị tuột kìa. Đây là ví của tôi mà. Ôi không, tôi bị bắt quả tang rồi. Anh chính là kẻ trộm. Phải chạy rồi. Đứng lại ngay. Còn lâu mới bắt được ta nha. Hồi quá. Chạy ra. Tại sao lại vào trong rồi? Ngươi không thoát được đâu. Nhanh lên, hắn đi vào trong cửa hàng quần áo rồi. Ở đằng này. Lạ thật, hắn đi đâu được nhỉ? Hãy kiểm tra phòng thử đồ xem. Hả? Không có ai ở đây. Hả? Cảnh sát, tôi đã làm gì sai ạ? Xin lỗi. Chúng tôi nhận nhầm người. Phòng cuối rồi. Hắn chắc chắn ở trong này. Anh làm cái gì đấy? Làm tôi giật hết cả mình. Xin lỗi. Tên trồn đâu nhỉ? Hả? Ôi không, đây là quần áo của tên trồn đó mà. Cái gì cơ? Cô gái vừa rồi là... Là tên trộm cải trang. Hãy bắt hắn lại. Hắn kia rồi. Phát hiện rồi. Nhanh nào. Dừng lại, làm vậy nguy hiểm lắm. Ta không nghe lời người đâu nha. Đuôi của tôi đau quá. Sợ quá đi. Anh đã bị bắt vì tội ăn trộm. Anh sẽ đi cùng chúng tôi về đồn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn luôn phải đi sát cạnh ba mẹ khi đi qua cửa xoay. Hãy giữ đúng chiều xoay của cửa. Không được đẩy hoặc cố chen vào. Không được tự ý đùa nghịch với cửa xoay, bạn sẽ có thể bị thương. Khi gặp trường hợp khẩn cấp, hãy ấn ngay vào nút dừng khẩn cấp ở gần cửa. Hãy nhớ những điều này nhé. Ai đang theo dõi tôi? Đứng lại đây. Ôi không, rắn đen lại trốn thoát lần nữa rồi. Chúng ta cần bắt được rắn đen trước khi hắn làm hại những đứa trẻ khác. Cuối cùng cũng thoát được cảnh sát rồi. Tạm biệt. Đứa bé kia đi có một mình thôi. Đây là cơ hội để mình bắt cô bé. Thật tuyệt vời. Tiếng gì thế nhở? Ai đấy? Chú Hải Ly, có một cái gì đó rất kỳ lạ trong đống dây thừng kia. Để chú xem thử nào. Ê, cháu bé, đây chỉ là một sợi dây bình thường thôi. Nhìn này. Cháu cảm ơn chú ạ. Không có gì đâu mà. Sợi dây biến màu mất rồi. Ta sẽ bắt được ngươi.
âm thanh kỳ lạ đó. Có ai đang theo dõi mình? Ô, ba ơi, ba có thể dạy con nhảy dây được không? Tất nhiên rồi. Cái dây này nó trơn quá. Con, chúng ta đi chơi bóng đá đi. Ta sẽ bắt được ngươi cho mà xem. Cảnh sát trở lại. Cảnh sát. Có ai đó đang theo cháu. Gì cơ? Đừng sợ thỏ con, cô chú sẽ bảo vệ cháu an toàn. Hãy đi kiểm tra xem sao. Không có ai ở đây cả. À? Đây là dấu vết của một con rắn. Cái gì đây? Đây là vảy của rắn đen. Chính rắn đen là kẻ đang đi theo thỏ con. Lại là hắn ta. Lần này hắn sẽ không thoát được đâu. Hả? Đúng rồi. Thỏ con, bọn chú đã tìm xung quanh nhưng không thấy ai theo dõi cháu. Đừng lo lắng, cháu đi về nhà đi. Cảnh sát không tìm được ta. Cô bé ơi, ta sẽ bắt được cháu. Đây là đường về nhà nhanh nhất. Đúng là nơi hoàn hảo để ta bắt cô bé rồi. Đừng có chạy, thỏ con ơi. Cháu không thoát được đâu. Cháu đâu có ý định chạy thoát đâu. Hả? À, cảnh sát nữa. Bọn ta biết thừa mánh khóe của ngươi rồi. Cái này gọi là mẹo dụ rắn. Ngươi đã bị dính sơn đánh dấu khắp người. Đừng hòng chạy trốn. Bắt lấy hắn. Hả? Anh đây rồi. Dấu sơn đã dừng lại ở đây. Tại sao ở đây lại có ánh sáng? Không, đó chính là rắn đen. Các anh thấy được tôi. Không một ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đi ra ngoài một mình rất có thể sẽ nguy hiểm. Nếu bạn phát hiện ai đó đang theo dõi mình, đừng hoảng sợ. Hãy bình tĩnh và nhanh chóng chạy đến chỗ đông người và nhờ giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên nhé. Chuyến tàu an toàn. Nhanh lên mẹ ơi, đi nào. Tàu sắp khởi hành. Tất cả hành khách xin vui lòng lên tàu. Dobby, cái vali to này là gì vậy? Đối với chuyến đi dài như thế này thì tất nhiên là tôi sẽ mang theo rất nhiều thứ. Wow, cửa tự động kìa. Tuyệt quá. Dobby, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi. Con yêu, đừng chạy lung tung như thế. Tàu sắp khởi hành. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ. Yahoo! Wow, trông đẹp quá đi mất. Nóng quá, nóng quá. Tàu sắp đến ga Rainforest. Nó rung rồi. Mình có thể xuống tàu và chơi. Wow, bánh kìa.
tôi thu lên. Mình đang chọn cái nào nhỉ? Ừ, cái này ha, mình muốn tất cả. Đại vương, gấu con ơi, con đâu rồi? Gấu mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con tôi đã chạy khắp nơi trên tàu và bây giờ không thấy đâu cả. Tôi làm sao bây giờ? Đừng lo lắng mẹ gấu, chúng tôi sẽ giúp chị tìm gấu con. Này bạn nhỏ, cháu đang đi tìm mẹ à? Đi với chú sẽ tìm mẹ cho. Thật á? Cháu cảm ơn chú. Thằng nhóc này. Chú cáo, cháu muốn ăn bánh này. Sau khi tìm thấy mẹ cháu thì... Nhưng cháu đói lắm rồi, đi mà chú. Được rồi, chú sẽ mua cho cháu một cái. Ăn đi nào, rồi chúng ta sẽ đi tìm mẹ cháu. Anh có thấy một cậu bé chạy qua đây không? Không. Chị có thấy một đứa trẻ không? Không, tôi không thấy. Cô thỏ, cô có thấy gấu con chạy quanh đây không? Cậu bé đó đã chạy khắp nơi trên tàu và làm đổ đĩa bánh của tôi. Cậu bé đi đường đó. Tôi xin lỗi cô thỏ nhiều ạ. Anh lười. Anh có thấy gấu con không? Có. Tiệt, cậu bé ở đâu? Cậu bé đã xuống tàu rồi. Ôi không, cậu bé đang ở ga Grand Forest. Chúng ta cần phải đi tàu quay lại đó. Chú ơi, cháu muốn ăn nữa. Cháu muốn ăn cái gì cơ? Sao cháu lại ăn nhiều thế hả? Đi với ta ngay bây giờ. Cháu không muốn đi với chú đâu. Cháu phải đi tìm mẹ cháu. Đừng có mà hòng nghĩ về việc đấy. Để cô bé yên. Không, cảnh sát đến. Chạy thôi. Con yêu, con làm mẹ lo lắng quá. Con sẽ không chạy lung tung nữa đâu. Dừng lại. Ôi không. Ở đằng kia. Đừng đẩy nữa. Ê, cảnh sát trưởng Labrador. Xin hãy nhường đường cho chúng tôi. Đứng lại ngay. Mình sẽ chạy qua đó. Không được bước qua vạch an toàn. Tôi không nghe anh đâu. Sẽ tới đây. May quá. Thật là đáng sợ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, khi đi tàu hãy cẩn thận nhé. Khi bạn đang ở trên sân ga, đừng bước qua vạch an toàn. Bạn có thể bị ngã hoặc bị kẹt dưới gầm tàu. Hãy chú ý đến bước đi của bạn và xếp hàng chờ đợi khi lên và xuống tàu. Đừng đẩy người khác và ở gần ba mẹ của bạn. Và đừng bao giờ chạy lung tung hoặc xuống tàu một mình. Hãy ghi nhớ điều đó.